Trong ngày 2 tháng 7, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá 32.000 biển số trong 8 khung giờ. Mỗi khung giờ đấu giá kéo dài 25 phút, người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt biển số siêu đẹp của khắp các tỉnh thành trên cả nước như 30L41555, 29D62111, 51D89111. Đây đều là các biển số được nhiều người chơi biển số trên cả nước săn đón. Đặc biệt, trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt biển số sành tiến siêu hiếm, có giá ước tính lên đến cả tỷ đồng là 65C23456, 65B02468, 38C23456. Kết thúc phiên đấu giá gần nhất ngày 1 tháng 7, biển số có mức trúng đấu giá cao nhất là 30L68689, có giá là 450 triệu đồng.